ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần một ngày mới nhiều niềm vui, một tuần mới thành công trong mọi việc. Hôm nay thì video này thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục cập nhật thông tin về cổ Gò Công và những tin tức khác ha cả nhà. Và không để mọi người chờ lâu, Xuân Mỹ sẽ vào ngay kênh YouTube Hồ Văn Cường Official nè. Bằng cách đây là trang YouTube, trang chính của YouTube. Mọi người vào bên cái thanh tìm kiếm này ha. Đây, bên này nó có thanh tìm kiếm và chúng ta gõ tìm kiếm vô Cung Đàn Thương Nhớ, thấy không? Rồi, YouTube sẽ đề xuất Cung Đàn Thương Nhớ. Và đang có vừa tròn 700 lượt xem cả nhà ơi. Vẫn nằm trong top 3 và vừa tròn 700.000 lượt xem. Đó, còn 300.000 lượt xem nữa sẽ đạt triệu view. Hôm nay là ngày 15. Như vậy là còn 9 ngày nữa sẽ tới show diễn 24 tháng 4. Ngày 24 tháng 4 là ngày thứ, cho nên là nó ngày thứ tư, cho nên là cũng nhiều người mà làm việc. Làm việc thì không có rơi vào ngày cuối tuần thì cũng khó mà đi show đó ha cả nhà. Nhưng ai ở thành phố Hồ Chí Minh thì thuận tiện rồi, khỏi phải nói rồi. Thành ra rất mong là mọi người tiếp tục ủng hộ cổ Gò Công ha. Đây, trời ơi mừng quá, 700.000 rồi. 700.000 tuy có bị trừ view rồi này nọ nọ kia, nhưng mà view vẫn tăng như vậy là cho thấy là lực lượng fan của Cường rất là tích cực, rất là siêng ha, siêng cài ha. Ngày không ăn đêm không ngủ ha, để có được cái lượt view này và giữ trong top 3. MV Cổng Mẹ khi mà sau hơn 3 ngày đạt triệu view lên top 3 xong cũng trở lại nha cả nhà, cũng xuống top 4 nhanh rồi xuống. MV Người Ơi Đừng Bỏ Quê cũng top 3 xong trở lại top 4. Nhưng mà cái bài MV Cung Đàn Thương Nhớ này lên top 3 xong mới bị một đối thủ chiếm vị trí 3. MV xuống 4 nhưng sau đó quay trở lại giữa đêm trời sáng thì quay trở lại top 3 và giữ được cho tới hôm nay là hơn một ngày nữa. Cả nhà. Rồi, kênh của Cường thì hôm qua cán mốc 166.000 lượt xem rồi. Bài nó đang chạy dưới này nha cả nhà. Đây, cả nhà nhớ là truy cập YouTube thì trời ơi, cái cảm ứng của nó không có chạy cả nhà ơi nè. 166 ha. Rất mong quý khán giả xa gần tập trung để được 700.000 lượt xem rồi đó, để được triệu view sớm ha. Trước làm quà cho cậu Út Gò Công trước trước show 24 tháng 4. Cả nhà nói như chú Cường nói là 24 tháng 4. Dạ rồi, đó là kênh YouTube Hồ Văn Cường Official ha. Mình cài view đi. Bên Facebook thì chúng ta tương tác với trang Hồ Văn Cường Fanpage. Đây là trang fanpage chính thức của ca sĩ Hồ Văn Cường, với cái email là khênh.hovancuong@gmail.com. Thì quý tổ chức, doanh nghiệp, bầu show, nhạc sĩ, ca sĩ nào muốn làm việc với Cường về âm nhạc thì gửi mail vào đây ha, khênh.hovancuong@gmail.com. Và cái chúng ta tương tác để chúng ta có thể kịp là thời bình luận với những cái bình luận của Cường như thế này ha. Đó, cái TikTok của Cường là hiện giờ là được 4.200 lượt thích, hơn 1.000 lượt bình luận rồi đó. Đây, để coi Cường có bình luận gì thêm nữa không ha. Chưa thấy ha cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ sang trang Đại học Hoa Sen để cập nhật thông tin của Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen, sinh viên trường cao đẳng Singapore mong sớm được trở lại Hoa Sen. Chỉ sau hơn một tuần học tập và trao đổi cùng sinh viên Hoa Sen về nghiên cứu thị trường, các bạn sinh viên trường cao đẳng Singapore đã vô cùng ấn tượng với sự thông minh, khả năng ngoại ngữ và tính cạnh tranh của sinh viên Đại học Hoa Sen. Cùng lắng nghe chia sẻ các bạn trong chuyến trao đổi học tập vào tháng 3 vừa qua nhé. Hoa Sen luôn tự hào là điểm đến của các bạn sinh viên quốc tế. Mình cho cái camera lên chút xíu. Và đây,
đây những cái hình ảnh một các bạn sinh viên Singapore trao đổi học tập tại Đại học Hoa Sen ha cả nhà. Có phụ đề tiếng Việt đó cả nhà. Nghe Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe nha. Sự khác biệt so với em trong trong cái cách tiếp cận các câu hỏi tương đồng, đặc biệt là có rất là nhiều điều em phải thích nghi, có những cái trải nghiệm thú vị và nó giúp mở mang thêm nhiều cái điều trong khi làm việc cùng nhau. Đây thực sự là một cái trải nghiệm thú vị tại Đại học Hoa Sen. Tình bạn cũng như các cái mối quan hệ ở đây thì rất là tuyệt vời. Em thật sự mong muốn được quay trở lại đây vào một cái dịp sớm nhất. Điều em thích ở Việt Nam là con người nơi đây, mọi người rất là hiếu khách, thân thiện và chào đón chúng em rất là nồng hậu. Đây là bạn sinh viên nam phát biểu ha. Em đã gặp các bạn bè Đại học Hoa Sen sớm nhất, rồi em thấy mọi người rất là chào đón và tương tác cùng chúng em ngay từ đầu khi em đến Việt Nam. Mọi người đã chỉ cho em các hướng dẫn đi trong thành phố, giới thiệu với chúng em về di tích lịch sử, rồi cũng như những cái cuộc sống xung quanh thành phố. Điều đó là rất đáng nhớ. Em nghĩ rằng đây là một cái trải nghiệm rất vui và ấn tượng. Đây. Đó là những cái chia sẻ của các bạn sinh viên sinh viên của Đại học Singapore, trường Singapore, và họ có một cái ấn tượng rất tốt về thành phố Hồ Chí Minh cũng như là cái buổi trao đổi học tập, những cái buổi trao đổi học tập ở tại Đại học Hoa Sen ha. Họ rất là khen ngợi sinh viên Đại học Hoa Sen có cái sự thông minh và cái trình độ ngoại ngữ rất là tốt, khá là tốt. Đó là nói về Đại học Hoa Sen. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang của anh Minh Cường thì cũng chưa có gì thay đổi với cái tự hào về cái top 3 của cung đàn thương nhớ ha cả nhà. Top 3 và hiện giờ là bảy trăm ngàn lượt xem ha. Anh Nguyễn Minh Cường thì chưa có gì. Bây giờ Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club. Gia đình mình tập trung cài view nhé, cố gắng giữ top càng lâu càng tốt ạ. Mấy MV top dưới đang chạy rất nhanh. Đây một khán giả ghi là top 3 nhưng mà vẫn ở đằng sau, vẫn có những cái đối thủ mạnh đang đuổi theo ha. Rất mong là mọi người tiếp tục ha. Rồi một khán giả cũng đăng khi mấy cô bận thì có fan nhí cài view và đăng hình ảnh anh Cường với em ấy. Đây một fan nhí cài view cho anh Cường ha, rất là dễ thương. Cường thì lực lượng fan rất là đa dạng đúng không cả nhà, các cụ cao niên, các cô trung niên, các em bé và các bạn trẻ. Nói chung là show của Cường thì cả nhà thấy không, có một nhóm bạn rất là dễ thương ha, lên tặng quà và cưỡng hôn, tạo nên một cái làn sóng đi tìm người yêu cho Cường, rất là dễ thương luôn cả nhà. Xuân Mỹ thấy là Cường là một ca sĩ thật sự là hạnh phúc khi mà có rất là nhiều lực lượng fan ha, hùng hậu. Hiện giờ so với thế hệ Gen Z thôi nha, chứ còn những thế hệ gạo cội thì Xuân Mỹ không so sánh, mà chỉ nói Cường với thế hệ Gen Z thì có lực lượng fan hùng hậu và đa dạng ha. Nhờ vậy mà giữ được top cho bài hát của Cường rất là lâu. Cả nhà ơi, hãy tiếp tục cài view để bài hát lên 1 triệu view nhé. Khi kênh YouTube lên 166.000 rồi, ở đây tiếp tục kêu gọi cài view nha cả nhà.
dù có bị trừ view mọi người nên cố gắng ha. Ở đây rồi, ngoài món quà của cô Lan Nguyễn 10 triệu cho hai show thì Xuân Mỹ thấy mọi người vẫn kêu gọi cài view, cài view cho MV Người Ơi Đừng Bỏ Quê. Ủa xin lỗi, hồi sáng có một khán giả bình luận nói với Xuân Mỹ là cài view MV Cung Đàn Thương Nhớ không phải Người Ơi. Lâu lâu Xuân Mỹ cũng bị lát vậy đó cả nhà. Trong đầu thì nói là Cung Đàn Thương Nhớ nhưng khi miệng là Người Ơi Đừng Bỏ Quê, bởi vì ấn tượng với cái MV Người Ơi Đừng Bỏ Quê nhiều quá cho nên giờ thỉnh thoảng vẫn gọi nhầm. Nhưng mà thật ra là Cung Đàn Thương Nhớ ha cả nhà. Và cái tên của show diễn 24 tháng 4 cũng là Cung Đàn Thương Nhớ ha. Cung Đàn Thương Nhớ thì còn dưới chính dưới 100 vé ha. Đây cái vé đỏ với cái vé vàng này đã được tô thêm nhiều rồi ha, còn có dưới 100 thôi, còn 9 ngày nữa. Thì quý khán giả mua vé thì liên lạc với các bạn FC miền Nam, liên lạc với các bạn đầu tàu gần nhất, dù FC miền Nam, miền Trung, miền Bắc gì đó, mọi người muốn sắp xếp đi. Vào Xuân Mỹ thì sẽ kết nối với bạn Hồng Phước Đặng FC miền Nam. Mọi người kết bạn Zalo với Xuân Mỹ là 0913136109 ha. Xuân Mỹ sẽ kết nối với bạn Hồng Phước Đặng để đặt cho mọi người chiếc vé trên tay. Bây giờ thì còn 1,2 triệu và 1 triệu thôi. Cái show diễn 24 tháng 4 nha, là còn vé 1,2 triệu và 1 triệu. Nhanh tay lên mọi người ơi, vé cũng đã vơi dần rồi. Còn sơ đồ của vé show May thì Xuân Mỹ vô đây coi show May nha. Show May thì đang tiếp tục bán ra. Mọi người May thì còn tới tháng mấy lần, còn xa, nhưng mà vé hôm qua là bán thấy tô xám trăm mấy rồi đó cả nhà. May thì lúc nào cũng vậy, show của Cường mở May thì cũng tầm 400-500 hay cả nhà. Hơn 400 là rồi. Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà, show May là 1,5 triệu, 1,2 triệu, 950, 750 và 500 ha. Đây. Nhà văn hóa thanh niên thì chúng ta biết rồi. Chúng ta đã xem show 3 tháng 11 rồi. Nè, cả nhà nhìn nè. Này là ở dưới nhìn lên sân khấu trên này, bên này bên cánh trái nè, và bên cánh phải. Cả nhà nhìn thấy tô xám ha, tô xám dần dần rồi ha. Ở chính giữa. Cả nhà thấy ha. Đó. Tô xám dần dần rồi đó ha. Cũng khá nhiều rồi đó. Cả nhà. Đủ 4 loại vé ha, vì còn tới tháng mấy lận. Mình ra là mọi người cứ sắp xếp thời gian ha. Sắp xếp thời gian đi show để ủng hộ cũ và công. Còn show Đà Lạt. Show Đà Lạt thì hôm qua Xuân Mỹ thấy có thêm một cái giới thiệu là một cái anh này. Đây, Xuân Mỹ nè. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy đã công bố thêm. Đây. Đăng trong hội những người ủng hộ Nguyễn Hồ Quân Cường hát nhạc của Nguyễn Nhất Quy. Live show người thầy 8 tháng 6 tại Đà Lạt. Ngoài Hồ Quang Cường và những ca sĩ ngôi sao thân thiết với nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy, mình sẽ từ từ bật mí là ngôi sao nào nè. Thì sẽ hát những bài ý nghĩa trong live show Nguyễn Nhất Quy 50 năm vẫn nợ cuộc đời. Một người quen của đại gia đình xanh đột chuối sẽ xuất hiện cùng cháu Cường để cùng hát và kể những câu chuyện về miền Tây và những kỷ niệm khi làm nhạc với cậu út Hồ Quang Cường, cùng chung vui với gia đình xanh đột chuối tại Đà Lạt 8 tháng 6 này. Cả nhà nhận ra anh ấy chưa nè? Đây. Tan. Vậy là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy giới thiệu thêm anh Sơn Hạ ha cả nhà. Rồi đây ha. Xuân Mỹ thì nghe có cái thông tin là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy có mời Đàm Vĩnh Hưng nữa. Không biết sao ha, vì là chưa thấy đăng. Thì từ từ nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy bật mí. Nhưng mà 8 tháng 6 là show sau, sau 30 tháng 5 nữa. Vừa 30 tháng 5 xong tới 8 tháng 6 đi Đà Lạt. Không biết là các bà các mẹ ở dưới phố thị xong rồi lên cao nguyên hả? Các bà các mẹ chuẩn bị sẵn sàng nha. Mình biết chắc là có 3 show rồi đó.
show 8 tháng 6 thì chưa bán vé, nhưng mà từ từ khi nào bán vé thì FC sẽ thông báo và hỗ trợ mọi người, yên tâm. Hôm nay thì Xuân Mỹ nghe một khán giả nói là thật sự có một số người khi muốn mua vé không biết đặt vé ở đâu. Thì Xuân Mỹ thường xuyên lúc nào mà có show thì Xuân Mỹ hay nói với mọi người là Xuân Mỹ sẽ là cầu nối để cho mọi người kết nối với FC miền Nam đó. Thì lúc nào cũng vậy, các bạn FC miền Nam sẽ chịu trách nhiệm mua vé cho khu vực miền Nam, các bạn miền Trung sẽ chịu trách nhiệm, miền Trung rồi miền Bắc cũng vậy. Tức là chúng ta trước tiên chúng ta liên hệ với những đầu tàu trước đi, những đầu tàu trong các group FC. Thì Xuân Mỹ xin nói lại một lần nữa là Xuân Mỹ sẵn sàng hỗ trợ kết nối mọi người với FC, vì trước giờ Xuân Mỹ cũng kết nối nhiều fan mới mua vé được đi show. Ví dụ kể câu chuyện vui của bà nội Long Xuyên đó, lần đầu tiên đi show 1 tháng 1 2023, là bắt đầu từ đó về sau là tự giữ mối liên hệ với bạn Hồng Phước, là hãy có show là bạn Hồng Phước đặng tự lấy vé cho cô, là cô Hai Long Xuyên đó, xong là đi tính tới giờ hơn chục show đó cả nhà, rồi đi sinh nhật, sự kiện họp mặt sinh nhật, 76 tuổi rồi đâu làm gì đâu, thì đi để đó cũng là một cái cách để thư giãn, đi gặp người này người kia rần rần vậy đó. Rồi thưởng thức âm nhạc của Cường, thỏa sức đu idol nữa. Tuổi già thì ở nhà cũng làm gì cũng là quanh quẩn trong gia đình thôi, trong nhà thôi đúng không cả nhà. Ngày còn khỏe vậy đó, đi show đó thì cũng có một số. Còn nhiều người nữa Xuân Mỹ cũng kết nối, là lần đầu tiên thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ nè, 0913136109, Xuân Mỹ sẽ là cầu nối cho mọi người ha. Rồi như vậy là show vé của show 30 tháng 5 là cả nhà thấy tô xám cũng nhiều nhiều cũng khá khá ha. Hôm qua là Xuân Mỹ thấy là cũng hơn trăm rồi đó, trăm rưỡi, hơn trăm rưỡi rồi đó. Thì như vậy là show Đà Lạt là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy. Bật mí thêm Sơn Hạ ha, show của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy thì kỷ niệm tới 50 năm trong nghề, làm nghề sáng tác của ổng, thành ra là ổng là người chủ sĩ thì ổng sẽ mời nhiều cái người ca sĩ. Xuân Mỹ xin chia sẻ như vậy, có những ca sĩ mà chúng ta thân quen, ví dụ như chúng ta thích, yêu thích trước giờ là anh Sơn Hạ như vậy, còn có những ca sĩ tức là nhiều khi không phải idol của chúng ta nha, nhưng mà họ hát chung một show với idol của chúng ta thì chúng ta hãy thật sự là tôn trọng ha. Như Xuân Mỹ nói hồi hát ở show Trống Đồng vậy đó, show Trống Đồng là đa dạng, là đông đông ca sĩ hát cùng, nên chúng ta thứ nhất là chúng ta cái mũi chúng ta giữ một cái sự trật tự nè, rồi chúng ta lắng nghe, chúng ta lắng nghe những ca sĩ khác hát. Nói chung là chúng ta tôn trọng cái sự quyết định của cái người chủ sĩ. Họ mời những ca sĩ hát chung một show diễn, khi chúng ta đi xem show diễn là chúng ta xem tất cả mọi người cùng hát, nên chúng ta hãy trật tự và tôn trọng tất cả mọi người, tôn trọng tất cả mọi ca sĩ khác cùng hát ha. Và chúng ta tùy tình hình mà chúng ta lên, chúng ta tặng quà cho ca sĩ idol của mình ha, là bạn ca sĩ Hồ Văn Cường. Thì theo Xuân Mỹ tìm hiểu thì nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy cũng rất là ưu ái cho Cường ha. Cường hát hình như là 8-9 bài vậy đó lần đó cả nhà. Cái show ở Đà Lạt đấy thì cũng coi như là 50% là Cường hát. Không biết là show 24 tháng 4 này anh Nguyễn Minh Cường cho mọi người, cho Cường hát nhiều ha, nhiều bài ha. Nhưng mà Xuân Mỹ nghĩ cũng nhiều, nhiều ha cả nhà, bởi vì là để tên của Cường là chính mà. Cho nên cả nhà đi bỏ vé, cả nhà mua vé mà đi xem á là lời chứ không có lỗ đâu nha. Thật sự mà nói đi xem show của Cường là lời nhiều dữ lắm luôn đó. Lời thứ nhất là về được thỏa mãn cái niềm đam mê đu idol đúng không? Đu idol thì là gặp idol, nghe idol hát trực tiếp mà trời ơi, nghe hát live trực tiếp thì phê lắm luôn cả nhà ơi. Xuân Mỹ nói thiệt là cái cảm xúc đó Xuân Mỹ sẽ không bao giờ quên. Khi mà Cường dạo nhạc xong cất lên cái tiếng hát, trời ơi, và cái phong thái biểu diễn, rồi cái cách mà ổng cầm micro, ổng vuốt cái hơi ra, ổng kéo cái micro ra để vuốt cái hơi mình á, phê lắm. Nói chung là dễ thương, cái sự giao lưu hóm hỉnh dễ thương rồi ha. Rồi rất là chiều fan luôn, hát xong muốn xỉu ra, nhưng mà đứng đó chụp hình với từng người
Có nhiều người, người ta chụp hình với cùng một fan club, với tập thể fan club là rồi. Những này Cường rất là chiều fan, đứng lại bao giờ cũng chụp, cái khâu chụp hình là trên 30 phút cả nhà, trên 30 phút đến nó một một tiếng đó. Muốn xỉu thiệt đó, hát xong mệt muốn xỉu nhưng mà đứng đó cố gắng là vui vẻ, rất dễ thương đúng không cả nhà, hết mực chiều fan luôn đó. Biết fan của mình nó đổ đường đi đến nó xem mình, đến xem mình hát, xem show của mình là rất là nhọc nhằn rồi, cho nên là ráng chiều ở lại, dù có mệt cũng đứng lại chiều các bà các cô, chụp cho các bà các cô có những cái bức hình lưu niệm đó. Lời không cả nhà, quá lời đi chứ. Gặp idol nghe idol hát live, hát live chứ không phải là thu sẵn ra cầm micro phát ra đâu, mà hát live là từ cái giọng hơi của mình phát ra, nghe trực tiếp thì hấp dẫn lắm. Rồi xong rồi chụp hình về làm kỷ niệm năm 10 năm sau, biết đâu đó, biết đâu được, cuộc sống mà, hôm nay mình đi show, ngày mai mình không thể đi show được nữa thì là mình lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp đúng không cả nhà. Đó, đó là thông tin về show diễn ha. Như vậy là theo Xuân Mỹ biết thì nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy, cái này thông tin này chưa xác thực ha, vì là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Quy chưa có đăng. Nhưng mà nếu mà thật sự có mời mời Đàm Vĩnh Hưng thì mọi người nghe Đàm Vĩnh Hưng hát bolero, hát bolero cũng 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 nói chung là ổng có cái sự sáng tạo trong cái chuyện hát bolero của ổng ha. Mình không có bàn sâu, bởi vì là thế hệ của Đàm Vĩnh Hưng là thế hệ trước Cường, thế hệ Cường là thế hệ trẻ sau, hai thế hệ khác nhau hoàn toàn. Mình không thể so sánh, và mình cũng không thể phủ nhận hết những cái tài của Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng có cái sự nỗ lực cố gắng của riêng anh ấy. Mình không đi sâu bàn cãi ha. Rồi trên trang Hồ Văn Cường Fan Club thì mọi người như vậy, tức là mọi người đồng đồng lòng là cài view bài MV Cung Đàn Thương Nhớ để nó sớm lên triệu view ha. Rồi, đó là những cái thông tin mà Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả. Cách đây mấy ngày thì báo Người Lao Động cũng có một cái bài báo, cách đây 2 ngày báo Người Lao Động đăng bữa 12 đây, Hồ Văn Cường có còn hot, hot trong mặt kép nha cả nhà, hot trong mặt kép. Như vậy là người ta đang khẳng định là Hồ Văn Cường hot đó ha. Rồi, Xuân Mỹ xin đọc cái bài báo đó nè. Hồ Văn Cường vừa nhận tin vui với sản phẩm âm nhạc mới của mình, phần nào khẳng định độ hot của cái tên Hồ Văn Cường. Bết bát như lời đồn, bết bát này trong ngoặc kép hay cả nhà, là đồn thôi nha, chứ thật ra là tên của Cường bây giờ rất hot. Trước đó thì khi xảy ra ồn ào với bên ekip cũ, Hồ Văn Cường bị cho là hết hot. Điều đó bắt nguồn từ việc hình ảnh Cường không nổi trội như trước đây. Cường vốn dĩ kín tiếng nên sau ồn ào, Cường càng trở nên ít nói hơn. Sau khi về chung với đội anh Nguyễn, với đội ca sĩ Ngọc Sơn, cái tên Hồ Văn Cường cũng được nhắc đến nhưng mà tần suất vẫn không nhiều như thời ở chung với bên ekip cũ. Đó là lý do mà mạng xã hội xuất hiện nhiều lời đồn thổi Hồ Văn Cường hết thời, hoặc hình ảnh Hồ Văn Cường bết bát rồi không còn như xưa. Tuy nhiên thực tế chứng minh điều ngược lại đấy. Tức là báo Người Lao Động dẫn chứng ra những cái lời đồn thổi trước đây nha cả nhà. Thì mới đây khi ra mắt ca khúc Cung Đàn Thương Nhớ dưới dạng MV lyric trên kênh YouTube cá nhân, Hồ Văn Cường gặt hái những thành tích đáng nể. Theo đó, ca khúc vừa ra mắt 5 tiếng đã nhanh chóng có mặt trong top trending YouTube và sau đó vượt lên những cái thứ hạng cao. Điều này cho thấy được sự ủng hộ của khán giả dành cho các sản phẩm âm nhạc của Hồ Văn Cường là rất lớn. Sau 5 ngày ra mắt thì MV ở xuất sắc giữ vị trí thứ ba trending YouTube, bỏ xa những cái tên nổi tiếng như Hà Nhi, Soobin, Vũ. Đây là thành tích vô cùng ấn tượng đối với một ca sĩ trẻ hát bolero như Hồ Văn Cường. Và ở đây báo cũng đăng đẹp trai dễ thương quá con ơi, chúc mừng con, MV độc lạ cuốn hút mọi người nghe, dễ thương quá. Em biến hình với bộ đồ nào cũng thấy dễ thương hết. Đó là những cái bình luận. Được biết từ lúc ra mắt cho đến hiện tại, cộng đồng fan của Hồ Văn Cường là FC Xanh Đột Chuối đã ngày đêm nỗ lực cài view, cũng cài view trong ngoặc kép nha cả nhà, chung tay giúp sản phẩm âm nhạc này của ca sĩ trẻ được những thành tích ấn tượng. Tác giả của ca khúc này là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Sau khi biết Cung Đàn Thương Nhớ nằm ở thứ hạng cao trong top trending music YouTube, nam nhạc sĩ đã không khỏi vỡ òa. Nguyễn Minh Cường đăng tải trên story cá nhân bức ảnh chụp hình MV kèm dòng chữ: Ủa top 3 rồi, hu hu không tin nổi.
Trên kênh TikTok cá nhân mới đây, Hồ Văn Cường đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng khi đăng tải đoạn clip tạo trend biến hình trên nền nhạc cung đàn thương nhớ. Giọng ca gốc Tiền Giang ngại ngùng chia sẻ: lần đầu tiên làm chuyện ấy, nhìn mắc cười quá à cả nhà ơi. Con đường đến với TikTok chưa bao giờ dễ dàng, cả nhà xem cho vui nha. Hồ Văn Cường trong đoạn clip được nhận xét là một người điển trai ngoại hình trưởng thành chín chắn. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng để lại nhiều lời khen dành cho clip tạo trend của Hồ Văn Cường với sản phẩm âm nhạc mới. Đấy là bài viết trên báo Người Lao Động, cả nhà. Người ta dẫn giải những cái lời đồn thổi trước đó và người ta đưa ra những cái thành tựu cơ bản gần đây mà Cường có được ha, báo Người Lao Động ha cả nhà. Rồi đó là cái thông tin mà Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả qua video hôm nay ha. Bây giờ Xuân Mỹ xin chuyển sang tin xã hội nha. Tin xã hội hôm nay có gì? Tin xã hội. Một trường hợp cướp tiệm vàng ở Long An bị bắt ha cả nhà. Trưa ngày 14 tháng 4, Thượng tá Trương Nhật Minh, trưởng công an huyện Bến Lức, Long An cho biết tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ở Châu Thành, Tiền Giang về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng. Trước đó 11 giờ 20 phút cùng ngày, Thoại chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức và ghé vào tiệm vàng Bảo Yến ở khu phố 8 thị trấn Bến Lức. Tại đây Thoại mua một chiếc lắc 3 chỉ 24 vàng 24. Nghe vậy chủ tiệm lấy vàng ra cho Thoại xem và sau đó Thoại đồng ý mua. Tuy nhiên sau đó Thoại liền giật số vàng này trên tay chủ tiệm rồi bỏ chạy. Chủ tiệm truy hô. Lúc này anh Hiếu dân phòng đang được công an thị trấn Bến Lức phân công xuống địa bàn kiểm tra tình hình tại kho phế liệu đã nhanh chóng cùng người dân đuổi theo tên cướp. Anh Hiếu đã quật ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng và ba người dân khống chế Thoại giao cho công an xử lý. Theo Thượng tá Trương Nhật Minh, qua vụ việc cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn ngày càng được lan tỏa, việc người dân nêu cao tinh thần chủ động đấu tranh chống tội phạm, góp phần phát hiện bắt giữ kịp thời đối tượng phạm tội, giữ vững trật tự cho địa bàn. Đây, chân dung của Thoại đây cả nhà. Đấy. Và đây là hình ảnh mà người dân, dân phòng, người dân trấn áp Thoại sau khi mà giật sợi dây chuyền này, làm việc với công an nè ha. Chúc mừng chủ tiệm không có mất vàng. Vàng lúc này đang lên giá, mà hôm qua nay xuống rồi cả nhà. Vẫn là đang giá cao nhưng mà xuống, nhưng vẫn còn giá cao 7 triệu mấy. Thì cũng là cái mục tiêu mà kẻ gian nhắm đến ha. Mục tiêu mà kẻ gian nhắm đến các cái vụ trộm cướp. Rồi một cái tin nữa. Hà Nội, trưa ngày 14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm tạm giữ Nguyễn Xuân Trường, trú ở Tây Hồ Từ Liêm, trú ở phường Tây Mỗ quận Từ Liêm, để điều tra làm hành vi tấn công vợ cũ và một người khác bị thương. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày thì do mâu thuẫn trong việc nuôi con nên Trường tác động vật lý đến vợ cũ là MH và chị TH, bạn của vợ cũ, khiến hai người bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau khi ra tay thì Trường đến công an phường Tây Mỗ đầu thú. Trước đó thì mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông
cầm hung khí tác động vật lý lên hai phụ nữ ở khu đô thị thuộc phường Tây Mỗ. Và may mắn người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh và một cô gái trẻ bất chấp mà nguy hiểm đến can ngăn nhờ vậy nên nạn nhân có cơ hội chạy thoát. Và đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ trước hành động của người đàn ông, và nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi rất nguy hiểm. Sau đó thì công an phường Tây Mỗ có mặt kịp thời phối hợp điều tra và phối hợp với công an quận Nam Từ Liêm tiến hành điều tra vụ việc, và chân dung của đối tượng là Nguyễn Xuân Trường đã bị công an tạm giữ hình sự cả nhà. Đây là chân dung của đối tượng ha. Có những cái cuộc tình, có những cái cuộc hôn nhân đã chia tay rồi, nhưng hai người, một trong hai người trong cuộc không có muốn là rời đi, muốn níu kéo cái tình cảm, và xảy ra nhiều cái tình cảnh dở khóc dở cười, và có những vụ việc nguy hại đến tính mạng luôn cả nhà. Trong cuộc sống nó là như vậy, nó có rất là nhiều điều mà chúng ta không có thể ngờ tới, cho nên trong hiện tại á, mà chúng ta cố gắng xử lý những cái tình huống trong hiện tại thật là tốt, để cho làm sao để giảm thiểu tối đa những cái thiệt hại mà không đáng có cho cuộc sống của chúng ta ha. Rồi trở lại với ca sĩ của chúng ta, thì ai sắp xếp được thời gian thì chúng ta sắp xếp và chúng ta đi show ha, chúng ta đi show. Bởi vì nói chung là mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau ha, không thể nào mà lấy hoàn cảnh của người này so sánh với hoàn cảnh của người kia được ha. Thành ra là chúng ta có thời gian thì chúng ta cứ đi show ủng hộ, còn ai ở nhà thì cứ nghe kênh YouTube mà tăng view cho Cường thôi. Còn Xuân Mỹ thì xin một lần nữa thì xin cảm ơn khán giả Sài Gòn đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ, và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Rồi trên Facebook thì chúng ta nhớ tương tác với trang này, đợi xem Cường có đăng gì thì thông tin liên quan tới show diễn không ha, để chúng ta tương tác. Trên YouTube thì mọi người nhớ là nghe ủng hộ kênh YouTube Hồ Văn Cường ha, để tăng view cho cái bài cung đàn thương nhớ này ha. Rồi một lần nữa Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào, hẹn gặp lại à. Ngày mai nắng vẫn còn buồn.